nay mình đã đến với Angela Beauty Center. Mình đã tới trải nghiệm các dịch vụ ở đây, dịch vụ thẩm mỹ và làm đẹp. Mình vừa trải nghiệm dịch vụ tắm trắng tại Angela Beauty. Không gian rất là thoáng mát, sang trọng. Nhân viên và chủ cũng rất là nhiệt tình tư vấn. Và mình rất hài lòng với sự chăm sóc của nhân viên và tư vấn viên tại spa, mang đến cho mình cảm giác như đến gia đình của mình. Mình chắc chắn sẽ quay lại đây, sẽ trải nghiệm các dịch vụ khác. Và mình sẽ quay lại để trải nghiệm dịch vụ ở đây. Chắc chắn sẽ giới thiệu cho người thân cùng bạn bè để cùng trải nghiệm tại Angela Beauty.